Chúng ta đều biết rằng là cái tỷ lệ bệnh nhân có tiểu đường thì nó là một trong những cái bệnh gọi là có yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch do xơ vữa, và vì vậy thì những bệnh nhân tiểu đường có cái nguy cơ bệnh lý tim mạch có thể là mắc kèm hoặc có thể là biến chứng của bệnh lý tiểu đường. Thì người ta thấy rằng là ở tại Mỹ thì với những bệnh nhân, so với những bệnh nhân không bị tiểu đường, thì tỷ lệ những bệnh nhân tiểu đường có bị tử vong do tim mạch thì cao hơn gấp 1,7 lần. Tỷ lệ những bệnh nhân tiểu đường có bị nhập viện cao hơn 1,8 lần, và tỷ lệ bệnh nhân bị tiểu đường bị đột quỵ, nhập viện do đột quỵ thì cao hơn 1,5 lần so với những bệnh nhân không có tiểu đường, và có khoảng 50-80% bệnh nhân tiểu đường là tử vong do bệnh lý tim mạch. Và người ta thấy rằng là bệnh lý tim mạch là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu, ở đây là tử vong do mọi nguyên nhân ở bệnh nhân tiểu đường, thì chúng ta thấy là đến gần một nửa là do bệnh lý tim mạch, đến 1/4 là do những bệnh lý của bệnh mạch não, còn lại thì những cái nguyên nhân khác. Và ở bệnh nhân có tiểu đường, nếu như có kèm với cái bệnh lý tim mạch thì cái kỳ vọng sống của họ cũng bị giảm rất nhiều. Ở đây giả sử như là bệnh nhân không bị tiểu đường thì cái kỳ vọng sống của họ có thể được đến 60 năm. Nhưng với những bệnh nhân có tiểu đường thì nó đã bị mất đi khoảng 6 năm rồi. Nếu như bệnh nhân tiểu đường kèm thêm cả nhồi máu cơ tim hoặc là tai biến mạch não thì sẽ giảm đi 12 năm. Và nếu như vừa nhồi máu cơ tim vừa tai biến mạch não rồi có nhiều biến cố tim mạch nữa thì cái tỷ lệ cái kỳ vọng sống của họ còn giảm đi nhiều nữa. Và vì vậy thì khuyến cáo của ADA và ASD năm 2015 đã đưa ra là cái việc giảm nguy cơ tim mạch thì phải là một trong những mục tiêu chính của việc điều trị tiểu đường. Và chúng ta thấy rằng là bệnh nhân tiểu đường thì họ không phải chỉ có tiểu đường đơn thuần, mà thường là sẽ có kèm theo các bệnh lý khác hoặc là có những cái biến chứng ở những cơ quan đích, và vì vậy thế làm cho cái gánh nặng bệnh lý nó cao hơn rất là nhiều. Ví dụ như là bệnh nhân tiểu đường có thể kèm theo về béo phì, kèm theo tăng huyết áp hoặc là kèm theo rối loạn lipid máu, và do đó thì làm cho cái gánh nặng của bệnh tim mạch do xơ vữa, làm cho bệnh nhân cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch do xơ vữa cao hơn. Hoặc là có những biến chứng ở cơ quan đích như là bệnh võng mạc tiểu đường này, bệnh lý thần kinh ngoại biên, biến chứng tim mạch, biến chứng thận hoặc các bệnh lý kèm khác. Và vì vậy thì với khi mà chúng ta tiếp cận một bệnh nhân tiểu đường, chúng ta cần phải tiếp cận đa yếu tố, chúng ta không chỉ điều trị con số đường máu của bệnh nhân. Ở trong các khuyến cáo điều trị tiểu đường thì cái mục tiêu của họ là phải giảm được các biến cố tim mạch, và vì vậy thì cái việc điều trị chúng ta phải có nhiều biện pháp tiếp cận đa yếu tố, và chúng ta cần phải có nhiều biện pháp tiến hành cùng một lúc. Ví dụ như là thay đổi lối sống, chúng ta phải cho bệnh nhân từ cái chế độ ăn của bệnh nhân này, chế độ tập luyện này, phải giảm cân nếu như là bệnh nhân có thừa cân béo phì này, dừng hút thuốc này. Nếu như bệnh nhân đang có hút thuốc, tiếp cận với huyết áp, chúng ta phải kiểm soát được huyết áp tốt. Hoặc chúng ta sẽ có đích của huyết áp, kiểm soát được đường máu. Đương nhiên vì bệnh nhân có tiểu đường, chúng ta phải đưa được cái HbA1c về cái đích HbA1c mong muốn, hoặc là điều trị rối loạn lipid máu nếu như có, và chúng ta sẽ có những cái đích của cholesterol máu theo cái nguy cơ, mức độ nguy cơ của bệnh nhân. Điều trị kháng nguyên tập tiểu cầu với những bệnh nhân mà đã có những bệnh tim mạch do xơ vữa, ví dụ như là có hẹp động mạch vành này hoặc là hẹp động mạch cảnh, và bệnh nhân phải bỏ thuốc lá như bệnh nhân có hút thuốc lá. Thì trong cái khuôn khổ bài hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày đến 3 cái mục tiêu mà chúng ta cần phải đạt được ở bệnh nhân tiểu đường, tức là chúng ta phải kiểm soát được đường huyết tốt, kiểm soát được huyết áp tốt, cũng như là kiểm soát được cholesterol máu. Với việc kiểm soát đường huyết thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta giảm được 1% HbA1c, nó sẽ làm giảm được 21% tử vong liên quan đến tiểu đường, giảm được 21% nhồi máu cơ tim, 21% biến chứng bỏng máu nhỏ và 21% loạn chi tử vong do bệnh ngoại biên. Với mục tiêu điều trị cho bệnh nhân tiểu đường với mục tiêu HbA1c, chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải cá thể hóa, và với những cái khuyến cáo khác nhau thì chúng ta cũng sẽ có những cái mức khác nhau, như của ADA 6,5 để ở những bệnh nhân cá thể hoặc là hội nội tiết lâm sàng này, hoặc là IDF này, hoặc là hội nội tiết ở hội lâm sàng, thì chúng ta và nó sẽ có những cái mục tiêu cho HbA1c chung hoặc là cho những bệnh nhân cao tuổi, và cũng như là cái mục tiêu về đường máu thì chúng ta sẽ thấy rằng là với mục tiêu HbA1c chúng ta thường sẽ lấy ở 7. Chúng ta cố gắng đưa được HbA1c bệnh nhân dưới 7, và với những bệnh nhân cao tuổi hơn thì chúng ta có thể để cái nới lỏng cái mức HbA1c có thể là 7,5 đến 8,5 tùy theo cái kỳ vọng sống của bệnh nhân hoặc các bệnh lý mắc kèm. Nếu như bệnh nhân nhiều tuổi này, quá nặng này, có các bệnh lý mắc kèm nặng thì chúng ta có thể để nới lỏng hơn. Còn nếu như bệnh nhân trẻ tuổi, kỳ vọng sống còn nhiều, thể trạng tốt thì chúng ta, hoặc là có thêm những cái biến chứng thận thì chúng ta có thể để cho cái HbA1c nó thấp hơn một chút. Và cái mức đường huyết lúc đói thì chúng ta thường duy trì ở khoảng 1,110 dưới 110mg trên decilit, và đường máu sau ăn chúng ta duy trì dưới 140mg trên decilit. Tuy nhiên thì với đến năm 2010 thì chúng ta thấy rằng là điều trị giảm HbA1c thì có thể phòng ngừa các biến chứng về vi mạch. Chúng ta thấy là qua các nghiên cứu như là OKPDS này, hoặc là theo dõi kéo dài thêm ở bệnh nhân 10 năm ở bệnh nhân trong cái nghiên cứu OKPDS, hoặc là trong nghiên cứu OKVA, OKCOR hoặc là VADT, thì chúng ta có thể làm giảm được các biến cố vi mạch. Tuy nhiên là những cái biến cố về mạch máu lớn, ví dụ như là mạch vành, mạch não, thì hầu như là chúng ta thấy là nó đi ngang, tức là chúng ta không rõ là trong, nhất là trong cái thời kỳ sớm, trong khoảng thời gian sớm thì chúng ta thấy là cái việc mà giảm được các biến cố mạch máu lớn là nó không rõ ràng, có thể trong thời gian dài, ví dụ như là trong OKPDS, đấy là có thể giảm được. Sau 10 năm chúng ta theo dõi thêm 10 năm nữa.
Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại một chút về các nhóm thuốc điều trị tiểu đường. Chúng ta đều biết rằng là tiểu đường là một cái bệnh gọi là đa cơ chế, có thể là do giảm tiết insulin này, cũng có thể là do giảm nhạy cảm với insulin, hoặc là do tăng tiết incretin ở ruột, hoặc là do cái việc tái hấp thu đường tại thận. Và vì vậy thì khi chúng ta sẽ có các nhóm thuốc khác nhau tác động đến nhiều cơ chế khác nhau của tiểu đường. Ví dụ như chúng ta có metformin này làm tăng nhạy cảm insulin này, nhóm sulfonylurea làm tăng tiết insulin tại thận này, xin lỗi, tại tụy này. Nhóm ức chế DPP4 hoặc là nhóm động vận GLP-1 sẽ làm cải thiện được cái hormone incretin, hoặc là nhóm ức chế SGLT2 sẽ làm giảm cái việc tái hấp thu đường tại thận, và do đó thì nó cũng giúp làm giảm đường huyết, một cái cơ chế hoàn toàn độc lập với cả insulin. Thì chúng ta thấy với metformin thì trong nghiên cứu của KPDS cho thấy là cái việc mà khi mà chúng ta điều trị bằng metformin, chúng ta sẽ có cái việc có thể làm giúp làm giảm được cái biến cố về tim mạch, ví dụ như là ở đây là đột quỵ này. So với cả nhóm điều trị truyền thống, chúng thấy là sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Khi mà chúng ta điều trị bằng metformin, nó sẽ giảm được cái số nguy cơ trên nhồi máu cơ tim, trên đột quỵ cũng như là tử vong do mọi nguyên nhân với P có ý nghĩa thống kê. Và vì vậy thì cho đến bây giờ metformin vẫn là một trong những cái thuốc điều trị đầu tay được khuyến cáo bởi hội tim mạch, hội nội tiết Hoa Kỳ. Với nhóm sulfonylurea là cũng một nhóm thuốc rất là cổ điển trong điều trị tiểu đường. Tuy nhiên rằng là trên cái việc đánh giá tính an toàn trên tim mạch thì nó lại không đồng nhất với các nhóm thuốc khác nhau. Và vì vậy thì nhỏ, và hơn nữa thì sulfonylurea còn có một cái tác dụng phụ là có thể gây hại đường huyết. Một sulfonylurea thì nó hạ đường huyết khá là tốt, nhưng nó lại có tác dụng phụ là hạ đường huyết. Và trong cái nghiên cứu thì chúng tôi sẽ nói tiếp là nếu như mà bệnh nhân có nguy cơ hạ đường huyết thì nó sẽ làm tăng, bệnh nhân có nhiều cơn hạ đường huyết nó sẽ có làm tăng cái nguy cơ xuất hiện các biến cố tim mạch. Và như vậy thì nó không phải là một nhóm thuốc được ưu tiên lựa chọn khi mà bệnh nhân đã có các biến chứng tim mạch hoặc có các bệnh lý tim mạch mắc kèm. TZD thì là một cái nhóm thuốc mà có những cái tác dụng trên tim mạch có được rất được bàn cãi rất là nhiều. Nhất là với rosiglitazone thì chúng ta thấy là qua một cái nghiên cứu cho thấy rằng là với rosiglitazone nó làm tăng cái biến cố bị nhồi máu cơ tim và có thể là có xu hướng làm tăng cái tử vong do tim mạch. Và vì vậy thì rosiglitazone đã bị gắn nhãn là sẽ không được sử dụng ở bệnh nhân có bệnh lý tim mạch. Với pioglitazone thì nó sự khác biệt, nó không có sự đồng nhất giữa rosiglitazone và pioglitazone. Nhưng mà tuy nhiên thì với cái nhóm thuốc này thì nó cũng sẽ là một cái nhóm thuốc mà các bác sĩ tim mạch cũng rất là e ngại khi mà sử dụng để nếu như bệnh nhân có tiểu đường kèm theo. Và một cái nghiên cứu cũng rất là nổi tiếng trong ở nhóm bệnh nhân tiểu đường đó là nghiên cứu ACOR. Nghiên cứu ACOR thì là nghiên cứu khi mà chúng ta đánh giá ở những bệnh nhân tiểu đường được điều trị tích cực thì cái nhóm đường huyết nhóm kiểm soát đường huyết tích cực thì chúng ta thấy là có cái tỷ lệ tử vong tăng lên so với nhóm điều trị thông thường. Và vì vậy thì nghiên cứu này đã được ngừng sớm. Họ dự kiến là điều trị khoảng 5,6 năm thì đã đến 3,5 năm đã phải ngừng bởi vì là có tăng tỷ lệ tử vong. Và với y đức thì chúng ta sẽ không thể tiến hành tiếp tục một cái nghiên cứu nếu như mà nó đã có cái tỷ lệ tử vong. Và vì vậy thì khi mà chúng ta lựa chọn các thuốc tiểu đường, khi mà điều trị bệnh nhân tiểu đường chúng ta cũng phải rất là hạn chế cái việc mà làm cho bệnh nhân có những cái cơn hạ đường huyết, nó sẽ làm cho tăng cái biến cố về tim mạch, vì mỗi lần hạ đường huyết nó gần như cái stress là tăng tiết catecholamine và nó sẽ làm cho giống như là những cái stress của bệnh nhân ạ. Và người ta thấy rằng là kết luận của nghiên cứu là khi mà kiểm soát đường huyết tích cực thì nó có thể làm tăng cái biến cố hạ đường huyết gấp 3 lần và làm tăng cái tỷ lệ tử vong, nhất là bệnh nhân tim mạch. Và ở đây thì chúng ta có thể có được một số trở về lịch sử, chúng ta thấy là có những cái biến cố trong khi mà chúng ta điều trị ở bệnh nhân tiểu đường, có nghiên cứu nó là những cái cột mốc để thấy rằng là cái việc điều trị tiểu đường không hoàn toàn là dễ dàng, nhất là khi bệnh nhân có các biến cố về tim mạch rồi. Ví dụ như năm 1961 thì tombutamide là có một cái chứng minh là có nghiên cứu cho thấy là nó làm tăng cái nguy cơ tim mạch so với các thuốc điều trị khác, hoặc là muraglitaza thì tiềm ẩn nguy cơ tim mạch và vì vậy thì nhà tài trợ đã tự rút sản phẩm. Rosiglitazone trong nghiên cứu như chúng tôi đã trình bày nó làm tăng cái nguy cơ nhồi máu cơ tim và tử vong liên quan đến tim mạch. Nghiên cứu ACOR thì cho thấy rằng là nếu như chúng ta kiểm soát đường huyết rất tích cực thì thậm chí nó lại làm tăng cái tử suất chung. Và vì vậy thì đến năm 2008 thì FDA, tức là cái cục kiểm soát thuốc và thức ăn của Hoa Kỳ, đã yêu cầu là tất cả các thuốc mới để điều trị tiểu đường thì cần phải có một cái nghiên cứu để chứng minh tính an toàn tim mạch bằng cái phân tích gộp cũng như là hoặc là cái thử nghiệm lâm sàng về an toàn tim mạch, người ta gọi là CVOT. Và EMA thì là của châu Âu cũng có năm 2012 cũng đưa ra cái yêu cầu này. Và vì vậy thì khi mà chúng ta với các thuốc mới thì bao giờ họ sẽ ra thử nghiệm xem là điều trị về tính an toàn về tim mạch, thì chúng ta sẽ có ba cái khả năng xảy ra. Có thể là gì, đánh giá với những cái thử nghiệm này thì sẽ đánh giá về gọi là kết cục về 3P, tức là 3 điểm, 3 point MACE, tức là gồm có tử vong do tim mạch này, nhồi máu cơ tim không tử vong hoặc là đột quỵ không tử vong, hoặc là 4 point, tức là MACE, là gồm có nhiều tử vong do tim mạch, nhồi máu cơ tim không tử vong, đột quỵ không tử vong, hoặc là có những bệnh nhân mà có nhồi máu cơ đau thắt ngực không ổn định mà cần phải nhập viện.
thì chúng ta sẽ có ba cái dạng kết quả có thể xảy ra, đó là tăng nguy cơ tim mạch, ví dụ như là với pioglitazone, hoặc là an toàn tim mạch, hoặc là có tác dụng thậm chí là không phải chỉ an toàn đâu, nó không phải, mà nó còn là bảo vệ tim mạch, tức là cái tỷ lệ tử vong do tim mạch hoặc là các biến cố về tim mạch 3-pace hoặc là 4-pace này nó thấp hơn so với cả nhóm chứng. Thì chúng ta thấy là đến những năm 2010 thì sẽ có những cái nhóm thuốc mới được đưa ra, như là nhóm thuốc ức chế DPP4 này, nhóm thuốc ức chế đồng vận GLP-1 hoặc là ức chế SGLT2. Thì các nhóm thuốc này, tất cả các nhóm thuốc này đều phải có các nghiên cứu để đánh giá xem là ít nhất là có an toàn trên tim mạch hay không. Và thậm chí là có những nhóm thuốc chúng ta sẽ thấy là chúng ta có gặp rất nhiều, đọc rất nhiều nghiên cứu rồi, là thậm chí là có tác dụng bảo vệ tim mạch, nó làm cho sẽ cải thiện được cái tiên lượng cho bệnh nhân tim mạch. Với nhóm ức chế DPP4 thì chúng ta thấy rằng là nó là một cái nhóm thuốc làm tăng cải thiện được cái incretin ở ruột và do đó thì làm hạ đường huyết, nhất là đường huyết sau ăn. Thì cái mức độ hạ đường huyết của nhóm thuốc này thì nó ở mức độ trung bình thôi, nó giảm HbA1c khoảng 0,6 đến 0,8%. Tuy nhiên là có ưu điểm là cái hạ cái khả năng cái nguy cơ mà hạ đường huyết thì rất là thấp, vì nó là một cái thuốc mà nó chủ yếu là hạ đường huyết khi mà chúng ta ăn vào ở tại ruột thì nó mới tiết ra incretin, và do đó thì cái vai trò của thuốc này là hạn chế cái việc thoái hóa incretin đó. Thuốc thì trung tính về cân nặng. Nó không làm tăng cân nhưng nó cũng không làm hạ cân nhiều, và cũng thuốc khá là dung nạp tốt. Và các bác sĩ nội tiết thì rất là thích nhóm thuốc này, hoặc là thuốc khá là lành, điều trị thì ổn định, ít tác dụng phụ. Tất nhiên là một số trường hợp thì cũng có thể có những cái nguy cơ xảy ra, ví dụ như là cái phản ứng quá mẫn này, hoặc là một số trường hợp thì có thể có viêm tụy cấp, hoặc là một số nhóm thuốc trong nhóm ức chế DPP4, một số thuốc trong nhóm ức chế DPP4 thì có thể gây nên cái tình trạng gọi là suy tim hoặc là tăng nhập viện do suy tim. Thì tí chúng ta sẽ cùng nghiên cứu các thử nghiệm lâm sàng của nhóm thuốc này. Ở đây thì chúng ta có ba cái nghiên cứu Savotimi với sasagliptin, isamin với alogliptin, hoặc là tecos với sitagliptin. Thì chúng ta thấy rằng là với những cái biến cố tim mạch chính là T-point MACE thì sự khác biệt là không có ý nghĩa thống kê, tức là khá là an toàn khi sử dụng khá là an toàn về tim mạch khi sử dụng các nhóm thuốc này để điều trị tiểu đường. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta xem xét đến từng điểm, từng cái địa điểm một trong cái kết cục chính, trong kết cục nhỏ, thì chúng ta thấy là với tecos thì là nhập viện do suy tim thì là sự khác biệt là không có nghĩa thống kê. Tuy nhiên với sasagliptin thì chúng ta thấy rằng là nó có thể làm tăng cái nguy cơ tái nhập viện do suy tim, mặc dù là P ở đây là nó, danh giới P là 0,009 là có ý nghĩa thống kê rồi. Và vì vậy thì đến năm 2015 thì sasagliptin đã bị gắn nhãn là làm tăng cái nguy cơ tái nhập viện do bệnh nhân suy tim và chống chỉ định ở bệnh nhân suy tim kèm theo tiểu đường. Một cái nhóm thuốc thứ hai chúng tôi muốn nói ở đây đó là nhóm ức chế SGLT2, nhóm thuốc mình gọi là bây giờ đang rất là hot, và gần như là trước đây thì nói là có thuốc để điều trị nội tiết, điều trị tiểu đường, nhưng bây giờ thì nó chuyển sang là gần như là các bác sĩ tim mạch sử dụng nhiều hơn, và cũng rất nhiều cái nghiên cứu để cho thấy rằng là thuốc có tác dụng điều trị suy tim, và nó được coi là một trong những bốn trụ cột chính để điều trị bệnh nhân suy tim. Chúng tôi nói rất nhiều trong những cái trong cái chương trình SEMI trước đây về suy tim rồi. Tuy nhiên thì ở đây trở lại lịch sử một chút, thì đây là một nhóm thuốc điều trị tiểu đường. Với cái cơ chế của nó là làm tăng cái việc thải đường huyết qua đường niệu thì thuốc có cái hạ có mức độ hạ xin lỗi có mức độ hạ HbA1c khá hơn so với cả ức chế DPP4, nó hạ được HbA1c khoảng 0,6 đến 0,9%, và cơ chế này là độc lập với cả insulin, không phụ thuộc vào cái quá trình bị bệnh là ngắn hay là dài, trước đây là ngắn hay dài. Cái nguy cơ hạ đường huyết của thuốc cũng rất là thấp, tức là nếu như mà đường huyết cao thì thuốc sẽ thải đường qua máu, qua nước tiểu nhiều hơn, nhưng mà nếu như mà đường huyết thấp thì thuốc không thải đường qua nước tiểu nhiều. Và với những bệnh nhân, thậm chí là với những bệnh nhân suy tim, và chúng tôi đã sử dụng nhóm thuốc này với mục tiêu là điều trị suy tim ở những bệnh nhân không có tiểu đường, thì cái gọi là biến cố gây hạ đường huyết thì hầu như cũng không gặp trên lâm sàng. Thuốc có thể gây giảm cân một chút, là nó giảm không nhiều, khoảng 2 đến 4 cân. Tuy nhiên thì trên lâm sàng chúng tôi cũng đã ghi nhận có những trường hợp bệnh nhân giảm nhiều hơn, nhất là chỉ với những bệnh nhân thừa cân béo phì thì thậm chí nó có thể giảm đến 6-7 kg. Thuốc có thể hạ huyết áp một chút, cũng không phải là quá nhiều, khoảng 3-4 mm thủy ngân thôi, nhưng cũng nếu nhiều bệnh nhân đang ở huyết áp thấp thì cũng thể nó sẽ là một cái cần ghi nhận trên lâm sàng. Trên lâm sàng thì nhóm thuốc có một cái lợi thế rất tốt ở trên bệnh nhân có tổn thương thận, là nó giảm albumin niệu, và thậm chí là có những cái nghiên cứu cho thấy rằng là cái nhóm thuốc này nó còn có thể đảo ngược cái tình trạng mà tổn thương thận, tức là nó chuyển macro albumin niệu thành micro albumin niệu, hoặc là thậm chí thành là không còn albumin niệu nữa. Thuốc thì có thể có một cái profile về huyết, về lipid máu tương đối tốt, nhưng mà nó ít thôi, tức là nó có thể giảm nhẹ triglyceride cũng như là tăng nhẹ HDL. Tuy nhiên thì một số cái nguy cơ khi sử dụng các nhóm thuốc này chúng ta cần phải chú ý, đó là thuốc nó, bởi vì nó tăng tải đường con niệu cho nên là nó có tác dụng giống như là một cái thuốc lợi tiểu thẩm thấu, và nó có thể gây nên bệnh nhân tiểu nhiều và thậm chí là mất nước. Và vì vậy thì khi mà chúng ta bắt đầu cho bệnh nhân sử dụng nhóm thuốc này, chúng ta cần phải hướng dẫn bệnh nhân là uống đủ nước.
Thứ hai là do tăng tiểu thải đường qua nước tiểu cho nên là nó có thể gây nên cái nhiễm trùng đường niệu dục, và chúng ta sẽ cần phải hướng dẫn bệnh nhân là làm vệ sinh sạch sẽ và có thể làm giảm mức, tức là ở cái khi mà chúng ta bắt đầu sử dụng, nhất là bệnh nhân có chức năng thận nó đã hơi mong manh một chút rồi, thì nó có thể làm giảm cái mức lọc cầu thận. Tuy nhiên là cái việc giảm này là hoàn toàn có thể đảo ngược được, tức là lúc đầu nó giảm trong một vài tháng đầu, nhưng sau đấy thì chúng ta tiếp tục dùng, chúng ta đảm bảo đủ nước cho bệnh nhân, thì có thể là sau đấy cái khả năng chức năng thận của nó giảm sẽ ít hơn so với nhóm không sử dụng thuốc, nhóm thuốc ức chế SGLT2, hoặc là thậm chí là nó còn hơi lên một chút so với cả cái mức lọc cầu thận. Một trong những cái tác dụng phụ khá là e ngại cho cái nhóm khi mà các bác sĩ sử dụng nhóm thuốc này đó là nó có thể gây nên tăng cetone. Thì thường gặp nhất là nếu như mà chúng ta sử dụng vì thuốc này thì chỉ sử dụng ở bệnh nhân tiểu đường type 2 thôi. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng ở bệnh nhân tiểu đường type 1 thì cái nguy cơ tăng cetone nó sẽ cao hơn. Hoặc là khi mà chúng ta bệnh nhân dùng ít nước, nhất là trong những cái giai đoạn bệnh lý cấp tính, chẳng hạn như bệnh nhân nhập viện vì một cái tình trạng nhiễm trùng này, hoặc là để chụp mạch vành chẳng hạn, thì chúng ta nên ngừng thuốc này vì là nó cái nguy cơ nhiễm tăng cetone nó có thể xảy ra. Và ở một số thuốc ví dụ như là canagliflozin thì có thể gây nên tăng cái nguy cơ bị gãy xương. Nó trở lại với cái nguy cơ tim mạch, về cái tính an toàn của tim mạch, thì các thử nghiệm trong các nhóm thuốc này cũng đã được tiến hành. Chúng ta có nghiên cứu Empiric Outcome với empagliflozin này, Canvas với canagliflozin, Gleitinme với cả dapagliflozin. Thì tất cả các nhóm thuốc này đều cho thấy rằng là nó có thể cải thiện được cái biến cố 3-point MACE cho ở bệnh nhân có bệnh lý tim mạch do sơ vữa. Tất nhiên là cái sự khác biệt ở các nhóm thì nó không hoàn toàn là đồng nhất. Có nhóm tốt hơn chút, có nhóm thì nó chưa kịp để có ý nghĩa thống kê. Bởi vì là nó còn phụ thuộc vào cái lượng bệnh nhân đầu vào, nó là đã là có bệnh nhân, những bệnh nhân này là đã có bệnh lý tim mạch do sơ vữa rồi hay là mới chỉ là yếu tố nguy cơ tim mạch thôi. Thì hoặc là ở đây chúng ta thấy rằng là gì, nếu như mà bệnh nhân có bệnh tim mạch do sơ vữa thì nhưng tự chung lại thì ở cả nhóm chúng ta đều thấy là có giảm được cái biến cố tim mạch chính, tức là gồm có tử vong do tim mạch, nhồi máu cơ tim không tử vong hoặc là đột quỵ không tử vong. Còn với những bệnh nhân mà chỉ có tăng yếu tố nguy cơ thôi mà chưa có bệnh lý tim mạch do sơ vữa thì sự khác biệt ở đây chúng ta ghi nhận là chưa có ý nghĩa thống kê. Nếu như tách riêng tử vong do tim mạch thì Empiric Outcome với empagliflozin có vẻ là có ưu thế hơn. Với tử vong do mọi nguyên nhân cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên thì ở nhóm thuốc này thì nó có một cái điều đặc biệt là nó sẽ làm giảm cái tỷ lệ nhập viện do suy tim. Bất kể là bệnh nhân đã có hay là chưa có suy tim hay là bệnh lý tim mạch lúc ban đầu, chúng ta đều thấy là ưu thế đều nghiêng về nhóm ức chế SGLT2. Ở đây dù là Empiric Outcome này, Empiric này, hoặc là với Canvas với canagliflozin, hoặc Declare với cả dapagliflozin, thì tất cả các nhóm bệnh nhân đều làm hạn chế được, giảm được cái tỷ lệ tái nhập viện. Dù là bệnh nhân có hay là không có suy tim, hoặc là bệnh nhân mới chỉ có là các bệnh lý tim mạch do sơ vữa hay là không có bệnh lý tim mạch do sơ vữa. Và chúng ta đều biết rằng là với bệnh nhân suy tim thì cứ mỗi lần suy tim nhập viện nó sẽ làm giảm chức năng tim, làm giảm chức năng cơ quan và làm giảm cái tiên lượng của bệnh nhân. Như vậy thì hạn chế tái nhập viện cho bệnh nhân suy tim cũng là một trong những cái mà chúng ta cần ghi nhận trên lâm sàng. Tiếp theo nhóm thứ ba mà nhóm thuốc mới ở đây là nhóm đồng vận GP1. Thì nhóm đồng vận GP1 thì nó là nhóm thuốc tiêm, và vì vậy thì nó đấy là một cái hạn chế cho thuốc này. Vì cho nên là trên lâm sàng thì cũng không được sử dụng quá nhiều. Tuy nhiên thì nhóm thuốc này đồng vận GP1 cũng có những cái ưu điểm nhất định mà chúng ta cần phải ghi nhận ở đây. Nó là một cái thuốc hạ HbA1c khá là mạnh. Thậm chí thì một số nghiên cứu cho thấy rằng là nó còn mạnh hơn cả insulin nền, hạ được HbA1c khoảng từ 1 đến 1,5%. Cái nguy cơ hạ đường huyết cũng khá là thấp. Nó giảm cân khá nhiều, thậm chí là một số thuốc còn được ghi nhận là thuốc để làm giảm cân nặng cho bệnh nhân. Hạ huyết áp thì không đáng kể, có thể một số trường hợp thì giảm được albumin niệu, giảm được profile mỡ máu tốt một chút và giảm được các yếu tố viêm. Tuy nhiên thì đây là một thuốc tiêm, và vì vậy thì khi mà bệnh nhân sử dụng người ta cũng khá là e ngại, ít nhất là một mũi tiêm là cũng làm cho bệnh nhân cảm thấy đau và người ta khó chịu rồi. Thứ hai là thuốc có thể gây buồn nôn và nôn, thì vì vậy thì khi mà sử dụng nhóm thuốc này chúng ta nên dùng xa bữa ăn và sẽ hạn chế được cái cảm giác này. Vì thuốc nó cũng có cảm giác nữa là nó làm tăng cái cảm giác đầy ở dạ dày, hạn chế cái cảm giác muốn ăn của bệnh nhân, và vì vậy thì nó giúp được giảm cân tốt. Nhưng mà bệnh nhân khi mà bắt đầu mới dùng sẽ gây cảm giác nôn và buồn nôn, thì chúng ta cũng cần phải giải thích với bệnh nhân. Và một trong những cái nguy cơ giống như là với nhóm ức chế DPP4 là tác dụng incretin của đường ruột thì nó có thể gây nên cái tình trạng viêm tụy cấp, thì chúng ta cũng cần phải chú ý với bệnh nhân, với những bệnh nhân có nguy cơ hoặc là bệnh nhân đã từng có viêm tụy cấp thì chúng ta cũng sẽ không sử dụng nhóm thuốc này. Và có thể ở trên chuột, trên thử nghiệm thì đã thấy là nó có thể có gây nên cái ung thư tuyến giáp, thì chúng ta cũng cần phải chú ý.
Thì ở Việt Nam hiện tại thì chúng ta mới chỉ có liraglutide thôi, vì vậy thì tôi trích cái nghiên cứu của liraglutide trên an toàn tim mạch. Thì qua nghiên cứu LEADER thì chúng ta thấy đây là một cái nghiên cứu mà trên cũng khá là lớn, trên 9.000 bệnh nhân. Và đánh giá primary endpoint là cái thời điểm mà từ lúc đến lúc mà xuất hiện cái biến cố đầu tiên, được định nghĩa như là nhồi máu cơ tim, tử vong tim mạch này, nhồi máu cơ tim không tử vong hoặc là đột quỵ không tử vong, thì chúng ta thấy là sự khác biệt ở đây là 13%, và ý nghĩa sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, nó nằm ở khoảng 0,01 nếu như mà đánh giá là mức độ cao hơn. Đấy, thì vì vậy thì bắt đầu coi như là tác dụng tốt ở trên dự học tim mạch. Và từ các nghiên cứu này thì có các khuyến cáo đã thấy là chúng ta đã thấy là có một cái sự thay đổi trong các khuyến cáo để điều trị ở bệnh nhân tiểu đường. Với ADA update năm tháng 3 năm 2019 thì cho thấy rằng là chúng ta vẫn sử dụng metformin như là một cái lựa chọn hàng đầu trong điều trị bệnh nhân tiểu đường sau khi bệnh nhân đã được thay đổi về cái chế độ ăn cũng như là chế độ tập luyện. Cái việc thay đổi chế độ ăn và chế độ tập luyện này thì bao giờ chúng ta cũng phải tư vấn với bệnh nhân trong mọi tình huống. Đó là một cái phương pháp mà rẻ tiền, không bao giờ có tác dụng phụ cả, và bệnh nhân có thể duy trì. Mỗi tội là chúng ta sẽ phải tư vấn với bệnh nhân để bệnh nhân có thể duy trì được cái việc thay đổi chế độ sinh hoạt này. Và cái thuốc đầu tiên chúng ta đưa vào điều trị đó chính là metformin. Sau đó thì tùy theo là bệnh nhân đã có các bệnh lý tim mạch hoặc là mới trị hoặc có bệnh thận thì chúng ta sẽ quyết định là chúng ta sử dụng nhóm thuốc gì kèm theo. Ví dụ như là bệnh nhân đã có bệnh tim mạch do sơ vữa ưu thế, có bệnh tim mạch do sơ vữa thì chúng ta có thể sử dụng ức chế đồng vận GP1 nếu như mà bệnh nhân đã có bệnh lý tim mạch để đã được chứng minh là có lợi ích về bệnh lý tim mạch, hoặc là sử dụng SGLT2 nếu như bệnh nhân có suy tim hoặc là có mức lọc cầu thận bắt đầu có tổn thương về thận. Còn nếu như bệnh nhân có suy tim hoặc là có bệnh thận nặng thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng ức chế SGLT2. Tiếp theo thì nếu như mà chúng ta cần, nếu như bệnh nhân không có bệnh lý tim mạch do sơ vữa hoặc là không có bệnh thận thì lúc đó chúng ta mới nên thêm các nhóm thuốc khác như là đồng vận ức chế DPP4 này, hoặc là đồng vận GP1 này, hoặc là SGLT2 hoặc là TZD, hoặc là chúng ta cộng thêm nhóm thuốc này vài cái nhóm thuốc mà trước kia chúng ta đã sử dụng nếu như mà chúng ta vẫn chưa đạt được HbA1c mong muốn. Còn với những bệnh nhân mà không có điều kiện về kinh tế thì lúc đó chúng ta chấp nhận có thể sử dụng những cái nhóm thuốc mà ít, tức là không được chứng minh, không có những bằng chứng để chứng minh ưu thế cho tim mạch, hoặc thậm chí là hơi nguy hiểm chút cho tim mạch, nhưng ít nhất là chúng ta cũng phải đạt được cái mục tiêu là chúng ta hạ được HbA1c, vì dù sao thì ít nhất chúng ta cũng hạn chế được những cái biến cố vi mạch của bệnh nhân tiểu đường. Thì ở đây chúng ta thấy nhắc lại là những bệnh nhân tiểu đường type 2 kèm bệnh tim mạch do sơ vữa thì ưu tiên ức chế SGLT2 hoặc là đồng vận GP1. Thì đây là mức độ bằng chứng rất là cao, mức độ bằng chứng A và mức khuyến cáo là 1. Và đến năm 2019 thì chúng ta cũng đã ghi nhận được có một cái khuyến cáo lần đầu tiên các nhà tim mạch học cũng gọi là mạn phép đưa ra cái khuyến cáo về điều trị tiểu đường và kèm theo những bệnh lý tim mạch, trên khuyến cáo năm 2019 của Hội Tim mạch châu Âu về tiểu đường, tiền tiểu đường và bệnh lý tim mạch. Thì ở đây các nhà tim mạch cũng gọi là tim chứa máu thì là máu hơn cả các nhà huyết học, là ở đây họ không đưa ra là metformin là lựa chọn đầu tay nữa, mà họ sẽ đưa ra là hai nhóm bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân vẫn điều trị metformin thì chúng ta vẫn tiếp tục điều trị metformin, và chúng ta sẽ thêm các nhóm thuốc đã được chứng minh là có lợi trên tim mạch như là ức chế SGLT2 hoặc là đồng vận GP1. Còn với những bệnh nhân mà chưa được điều trị thuốc gì, đây là lần đầu tiên khi mà đến với bác sĩ tim mạch và được phát hiện ra là có bệnh lý tim mạch kèm theo với bệnh lý tiểu đường, thì chúng ta sẽ thấy là với những bệnh nhân này có bệnh lý tim mạch do sơ vữa này, hoặc là nguy cơ tim mạch rất là cao, hoặc là đã có tổn thương cơ quan đích, hoặc là nhiều yếu tố nguy cơ, thì chúng ta có thể sử dụng ức chế SGLT2 hoặc là đồng vận GP1 như là đơn trị, tức là sử dụng ngay từ first choice, lựa chọn đầu tay rồi, và sau đó thì chúng ta mới thêm vào add-on metformin. Hoặc là chúng ta cũng có thể lựa chọn con đường thứ hai, đó là chúng ta sử dụng metformin rồi chúng ta mới vào các nhóm thuốc kia. Thì đây là cái bước gọi là bước thay đổi khoảng buộc của các bác sĩ, rất là mạnh dạn của các bác sĩ tim mạch trong việc điều trị tiểu đường của những bệnh nhân mà đã có những cái bệnh lý về tim mạch kèm theo. Ở đây để diễn giải một chút thì chúng ta thấy rằng là với nhóm ức chế SGLT2 gồm có empagliflozin, canagliflozin, glifosin hoặc là dapagliflozin thì được khuyến cáo ở bệnh nhân tiểu đường type 2 kèm bệnh tim mạch hoặc nguy cơ bệnh tim mạch cao hoặc rất cao để giảm các biến cố tim mạch, mức bằng chứng rất là khuyến cáo là độ 1 và mức bằng chứng rất là cao mức độ A. Và với empagliflozin thì được khuyến cáo bệnh nhân tiểu đường type 2 kèm bệnh tim mạch để giảm nguy cơ tim mạch, nguy cơ tử vong. Với nhóm đồng vận GP1 thì liraglutide, semaglutide hoặc là dulaglutide thì được khuyến cáo bệnh nhân tiểu đường type 2 kèm bệnh lý tim mạch hoặc là có nguy cơ tim mạch cao hoặc rất cao. Liraglutide thì được khuyến cáo bệnh nhân tiểu đường type 2 kèm bệnh tim mạch nguy cơ tim mạch cao rất cao. Bupranolid tức là metformin ạ, thì chúng ta nên cân nhắc ở bệnh nhân tiểu đường type 2 thừa cân, có thể không kèm bệnh tim mạch và có nguy cơ tim mạch trung bình.
Còn với insulin thì nó sẽ là cái giải pháp cuối cùng để ở những bệnh nhân mà có hội chứng động mạch vành cấp, nhất là thường sớm nhất là ở những bệnh nhân mà có đường huyết rất là cao, hoặc là những bệnh nhân vào viện với những cái hội chứng cấp tính, ví dụ như hội chứng động mạch vành cấp này, hoặc là bệnh nhân vào viện với cái tình trạng nhiễm trùng cấp chẳng hạn, thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng insulin và sau đó thì chúng ta sẽ chỉnh lại bằng các thuốc tiểu đường khác khi mà về tình trạng lâm sàng, về tình trạng cấp tính của bệnh nhân đã ổn định rồi, hoặc trước khi bệnh nhân ra viện. Còn TZD thì không được khuyến cáo ở bệnh nhân kèm suy tim. Với ức chế DPP4 thì sasagliptin đã bị gắn nhãn là không khuyến cáo ở bệnh nhân có tiểu đường và có nguy cơ cao nếu như bị suy tim. Và với những bệnh nhân suy tim thì điều trị lựa chọn đầu tay sẽ gồm có metformin và ức chế SGLT2. Ngược lại thì sasagliptin, pioglitazone, là tất cả các nhóm thuốc TZD ấy, hoặc là rosiglitazone thì không được khuyến cáo ở bệnh nhân có tiểu đường kèm theo suy tim. Cái phần thứ hai tức là cái phần về kiểm soát huyết áp, chúng ta thấy rằng là với những bệnh nhân tiểu đường nó làm tăng gấp 2 lần cái nguy cơ bệnh nhân bị tăng huyết áp, và với tăng huyết áp cũng vậy thì nó cũng sẽ làm tăng cao cái nguy cơ của bệnh nhân có tiểu đường kèm theo. Và chúng ta thấy rằng là với những bệnh nhân có tăng huyết áp kèm theo tiểu đường, nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ tử vong lên 72% và tăng cái biến cố tim mạch lên 57%. Và vì vậy và khi mà có kèm theo tăng huyết áp thì nó sẽ làm tăng cả nguy cơ bệnh thận, võng mạc và thần kinh lên đến 60-100%, và vì vậy thì cái việc kiểm soát huyết áp cũng rất là quan trọng ở bệnh nhân tiểu đường. Trong nghiên cứu UKPDS thì cứ mỗi khi mà chúng ta giảm được 10mm thủy ngân huyết áp thì sẽ làm giảm được 12% nguy cơ các biến chứng tim mạch liên quan đến tiểu đường, giảm 15% tử vong liên quan đến với tiểu đường, 11% tử vong nhồi máu cơ tim, 11% nhồi máu cơ tim và 13% biến chứng mạch máu nhỏ. Với nghiên cứu UKPDS chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta kiểm soát huyết áp chặt chẽ ở cái đường màu vàng ở đây thì chúng ta sẽ làm giảm nguy cơ về bệnh các biến cố, nó giảm được 24% với P rất là có nghĩa thống kê 0.0046. Tuy nhiên thì cái việc kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân tiểu đường thì không hoàn toàn là dễ dàng. Ở đây chúng ta thấy rằng là với những cái ngưỡng mục tiêu huyết áp khác nhau như 140/90, 130/85, 130/80 thì bao giờ những bệnh nhân tăng huyết áp kèm theo tiểu đường cái tỷ lệ mà bệnh nhân đạt được huyết áp mục tiêu bao giờ cũng thấp hơn so với nhóm bệnh nhân mà chỉ có tăng huyết áp không thôi. Và hơn nữa thì ở bệnh nhân tiểu đường nó sẽ có một cái nhịp huyết áp ngày đêm, khi mà chúng ta đo Hunter huyết áp nó sẽ không có cái nhịp huyết áp ngày đêm giống như bình thường, cho chúng ta sẽ không có trũng huyết áp vào ban đêm, kể cả là bệnh nhân tiểu đường tiếp 1 hoặc tiếp 2 này, và sự mất trũng này nó sẽ làm tăng cái nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim, nhất là cái hiện tượng mà tăng huyết áp nhiều về buổi sáng hoặc là Stroh morning ạ. Và huyết áp kiểm soát, vì vậy thì cái việc kiểm soát huyết áp đêm cũng như là sử dụng các nhóm thuốc mà có tác dụng kéo dài trên 24 giờ để giảm huyết áp êm dịu cũng là rất là quan trọng. Và người ta thấy rằng là cái việc mà giảm huyết áp biến thiên huyết áp cũng như là giảm huyết áp trung bình thì được xem là cái mục tiêu tiềm năng trong việc cải thiện quản lý huyết áp, ngăn ngừa các biến chứng tim mạch, đặc biệt là đột quỵ. Thì khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu năm 2019 ở bệnh nhân tiểu đường cho thấy rằng là chúng ta nên điều trị huyết áp cho những bệnh nhân có tiểu đường khi mà đo huyết áp tại phòng khám là từ trên 140/90. Và cái đích huyết áp thì nên là đưa xuống 130 hoặc là dưới 130, nhưng mà cũng không nên đưa xuống dưới quá 120. Và với những bệnh nhân cao tuổi thì đích huyết áp tâm thu là nên nằm trong khoảng 130-140. Huyết áp tâm trương thì nên đưa xuống dưới 80 nhưng mà không nên đưa xuống dưới quá 70. Và với những bệnh nhân nên duy trì huyết áp dưới 130 nếu như mà bệnh nhân đã có nguy cơ cao, đặc biệt là có nguy cơ cao về cái biến cố tim mạch, ví dụ như là có đột quỵ rồi. Và các thuốc được lựa chọn thì chúng ta nên khuyến cáo là lựa chọn thuốc ức chế hệ RAS, bao gồm là ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể, kết hợp với cả một thuốc chặn kênh canxi hoặc là một thuốc lợi tiểu. Và có lẽ là chặn kênh canxi sẽ là nhóm thuốc được lựa chọn ưu thế hơn, nó sẽ giúp hạ huyết áp được tốt hơn, cũng như là cái thời gian, cái việc mà duy trì được con số huyết áp trong vòng 24 giờ, hạ huyết áp êm dịu nó sẽ được tốt hơn. Và đương nhiên là cái hệ thuốc tác dụng hệ RAS sẽ được ưu tiên hơn là nhóm thuốc chặn beta hoặc lợi tiểu để giảm cái nguy cơ tiểu đường mới mắc. Và tất nhiên khi mà chúng ta sử dụng các nhóm thuốc này thì người ta sẽ ghi nhận là chú ý thêm một chút đến, bởi vì là nhóm thuốc đồng vận SGLT1 hoặc là ức chế SGLT2 cũng có thể hạ huyết áp một chút xíu, khoảng 2-4mm thủy ngân thôi, không có quá nhiều, nhưng mà với những bệnh nhân gọi là dễ bị nguy cơ hạ đường huyết áp, nhất là hạ huyết áp tư thế đứng ở bệnh nhân tiểu đường thì chúng ta cũng phải ghi nhận cái con số này để chúng ta có thể không để tăng quá liều thuốc điều trị hạ huyết áp. Khuyến cáo của ESC, của Hội tăng huyết áp quốc tế năm 2020 thì chúng ta cũng khá là quen thuộc rồi, đúng không ạ? Nó sẽ có từng bước. Tuy nhiên là các từng bước này không phải là đi từng thuốc một, mà chúng ta sẽ kết dùng các phác đồ phối hợp thuốc với liều thấp và sau đó tăng dần liều đến liều tối ưu, và sau đó thì chúng ta sẽ phối hợp thêm thuốc thứ ba hoặc là thuốc thứ tư nếu cần. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ sử dụng các thuốc phối hợp cố định liều sẽ giúp cho chúng ta, giúp cho bệnh nhân thứ nhất là giảm được kinh phí, thứ hai là giúp cho bệnh nhân tuân thủ được điều trị tốt hơn. Và nó sẽ
tạo ra cái tác dụng hiệp đồng khi mà chúng ta phối hợp hai thuốc để hạ đường huyết áp tốt hơn, cũng như là đạt được một cái số lượng bệnh nhân nhiều hơn là có được huyết áp mục tiêu. Thì ở đây chúng ta phối hợp ban đầu sẽ là ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể với chạy kênh canxi hoặc là lợi tiểu, nhưng lợi tiểu thì ít hơn. Bước thứ hai là chúng ta tăng liều lên, bước thứ ba là chúng ta phối hợp thêm một lợi tiểu thiazid hoặc là thiazid like, ưu tiên là thiazid like. Và bước thứ ba tư là chúng ta sẽ xem xét lại xem việc điều trị đã đạt yêu cầu, đã đạt mức độ hay chưa, bệnh nhân có ăn kiêng tập thể dục phù hợp không, và nếu không thì chúng ta sẽ kết luận là bệnh nhân có tăng huyết áp kháng trị và có thể thêm spironolactone. Trẻ beta thì nên cân nhắc ở bất kỳ bước nào khi có chỉ định sử dụng, như là suy tim hoặc đau thắt ngực hoặc tăng nhồi máu cơ tim. Chúng ta chỉ cân nhắc đơn trị trên bệnh nhân có tăng huyết áp độ 1 nguy cơ thấp hoặc là bệnh nhân cao tuổi thôi. Và phần thứ ba chính là kiểm soát lipid máu, thì chúng ta thấy phân tích gộp cho trên 14 cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên statin trên gần 19.000 bệnh nhân tiểu đường và 71.000 bệnh nhân không tiểu đường, thì chúng ta thấy là cứ giảm 1 mmol LDL cholesterol thì sẽ giảm 21% biến cố mạch máu. Và cái mức giảm nguy cơ này thì là tương tự như nhau giữa bệnh nhân có tiểu đường hoặc là không có tiểu đường. Thì cái mục tiêu điều trị của LDL cholesterol nó sẽ thay đổi theo cái nguy cơ của bệnh nhân. Ví dụ như là bệnh nhân có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao, bệnh nhân có nguy cơ rất cao là những bệnh nhân đã có bệnh lý tim mạch do sơ vữa, ví dụ như trên lâm sàng bệnh nhân có đau thắt ngực này, bệnh nhân được đặt stent động mạch vành này, hoặc là trên chụp MSCT chúng ta thấy là có hẹp động mạch vành khoảng 50% một cái nhánh lớn, hoặc là bệnh nhân có chỉ số score trên 10% này, bệnh thận mạng mức độ nặng này, hoặc là tiểu đường có tổn thương cơ quan đích hoặc hơn 3 yếu tố nguy cơ kèm theo thì đây là nguy cơ rất cao. Khi đó thì cái đích của LDL cholesterol chúng ta cần phải đưa xuống dưới 1.4 mmol/L. Nguy cơ cao ở như thế này thì chúng ta đưa xuống cái đích là 1.8 mmol/L. Nguy cơ trung bình với những bệnh nhân trẻ tiểu đường tiếp 1 hoặc là tiểu đường tiếp 2 dưới 50 tuổi, thời gian mắc tiểu đường dưới 10 năm không có yếu tố nguy cơ khác sẽ là nguy cơ trung bình. Chúng ta sẽ chỉ cần đưa xuống LDL giá dưới 2.6 mmol/L thôi, và nguy cơ thấp sẽ là 3 mmol/L. Và ở đây thì để đưa đạt được cái mức LDL cholesterol đấy thì statin sẽ là cái thuốc lựa chọn đầu tiên được khuyến cáo. Và nếu như chưa đạt được thì chúng ta có thể phối hợp với các ezetimibe hoặc là với PCS, ức chế PCSK9. Với statin thì chúng ta sẽ có những cái nhóm thuốc hoặc là nhóm liệu pháp statin khác nhau, ví dụ như là cường độ cao, cường độ trung bình và cường độ thấp, với cái mức độ giảm LDL cholesterol dưới trên 50% với cường độ cao này, từ 30 đến 50% với cường độ trung bình, và với cường độ thấp là LDL cholesterol giảm chỉ dưới 30% thôi. Thì cường độ cao sẽ chỉ có hai nhóm thuốc là atorvastatin liều từ 40 đến 80 hoặc là rosuvastatin liều từ 20 đến 40 mm thủy ngân với những bệnh nhân có nguy cơ rất cao, tức là có bệnh tim mạch do sơ vữa này hoặc là đã có những cái tổn thương cơ quan đích nhiều. Thì ở đây ví dụ như trong thử nghiệm TNT, atorvastatin cường độ cao trung bình thì làm giảm các biến cố tim mạch chính ở những bệnh nhân đã có bệnh lý mạch vành, nó giảm được 22%, hoặc là làm giảm được 35% với những bệnh nhân đã có nguy cơ cao, ví dụ như bệnh nhân có bệnh mạch vành này, tiểu đường này, hoặc là bệnh thận mạng. Vì vậy thì atorvastatin liều cao chúng ta nên sử dụng với cái liều, đây là chúng ta so sánh là liều 80 và liều 10, vậy thì chúng ta nên sử dụng với cái liều cao như thế này để chỉ có thể đạt được cái khả năng gọi là bảo vệ tim mạch ở nhóm statin. Và hơn nữa thì chúng ta sẽ có các cường độ hạ lipid ngoài cái việc sử dụng statin ra. Cường độ trung bình chúng ta hạ được 30%, cường độ cao hạ được 50%. Nếu như chúng ta phối hợp thêm với ezetimibe với statin, cường độ cao chúng ta hạ được 65%. Ức chế PCSK9 chúng ta hạ được khoảng 60% so với ban đầu. PCSK9 phối hợp với statin cường độ cao giảm được 75%. Và nếu phối hợp ba thuốc thì chúng ta giảm được 85%. Thì chúng ta sẽ tùy theo cái đích hay là LDL cholesterol chúng ta cần đạt, cũng như là cái mức ban đầu chúng ta quyết định lựa chọn xem là cái phác đồ nào chúng ta sẽ sử dụng. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái việc kiểm soát tiểu đường tiếp 2 là một cái việc can thiệp đa yếu tố. Chúng ta cần phải giáo dục hướng dẫn cho bệnh nhân. Chúng ta bệnh nhân cần phải thay đổi về lối sống này, thay đổi về chế độ ăn này, cũng như là tuân thủ cái việc điều trị. Thì nhiều khi là bệnh nhân thấy là điều trị 1-2 tháng thấy ổn rồi, bệnh nhân sẽ tự bỏ thuốc thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Và cái việc kiểm soát ở đây thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta cần phải kiểm soát cả huyết áp này, kiểm soát cả đường huyết này, kiểm soát cả mỡ máu, cũng như là thêm các thuốc kháng dược tập tiểu cầu nếu như bệnh nhân đã có những bệnh lý tim mạch do sơ vữa như là đặt stent động mạch vành, hoặc là sơ vữa mạch vành hoặc sơ vữa mạch các mạch khác, ví dụ chi dưới hoặc là mạch cảnh vân. Thì cuối cùng thì chúng tôi muốn đưa lại một cái lược đồ để làm điều trị bệnh lý tim mạch ở bệnh nhân tiểu đường của bệnh nhân tim mạch. Thì là của khuyến cáo của ESC năm 2021 về dự phòng các bệnh lý tim mạch, thì với những bệnh nhân tiểu đường tiếp 2 chúng ta sẽ có hai bước. Bước đầu tiên là bước cơ bản và bước thứ hai là bước nâng cao, điều trị chặt chẽ hơn, với cái đích chặt chẽ hơn thì bao giờ bệnh nhân cũng phải ngừng thuốc, hút thuốc và thay đổi lối sống. Và chúng ta sẽ đánh giá đưa lại cái mức HbA1c dưới 7. Sau đó thì chúng ta sẽ đánh giá xem là bệnh nhân có bệnh lý tim mạch do sơ vữa hoặc là có tổn thương cơ quan đích nhiều hay không, nặng nề hay không. Nếu như mà không có nguy cơ trung bình thì chúng ta sẽ chỉ có những cái đích, chúng ta không cần phải đưa ra một cái đích quá là chặt chẽ. Nhưng nếu như bệnh nhân có nguy cơ cao thì chúng ta cần phải đưa được huyết áp tâm thu xuống dưới 140 hoặc là thậm chí là 130 nếu như bệnh nhân dung nạp được, và đưa LDL cholesterol dưới 2.6 mmol/L.
Còn với những bệnh nhân mà đã có bệnh lý tim mạch do xơ vữa hoặc là tổn thương cơ quan đích nguy hiểm thì chúng ta sẽ đưa huyết áp tâm thu dưới 140 hoặc là thậm chí là dưới 130 dung nạp được này, LDL giảm hơn 50% hoặc là giảm xuống dưới 1,8 mmol trên lít, và dùng thêm các thuốc chống huyết khối. Và khi mà điều trị tiểu đường thì chúng ta nên phối hợp, chúng ta nên sử dụng ức chế SGLT2 hoặc là đồng vận GLP-1. Và đến bước 2 chúng ta sẽ làm chặt chẽ hơn cái đích điều trị của chúng ta, để đánh dựa trên cái nguy cơ tim mạch 10 năm, dựa trên cái nguy cơ về cả đời của bệnh nhân cũng như là cái lợi ích khi mà được điều trị. Trong cái bảng như lần trước tôi đã trình bày, có một cái phần về đánh giá các biến cố, các phòng dự phòng về tim mạch, nó sẽ có cái chỉ số score 2, và chúng ta lên mạng, chúng ta vào cái đường link, chúng ta sẽ có thể đánh giá được cái nguy cơ tim mạch 10 năm, thì nguy cơ tim mạch cả đời, và nếu như chúng ta điều trị đến cái đích nào thì chúng ta sẽ đạt được cái hạn chế được cái nguy cơ tim mạch được bao nhiêu phần trăm. Đánh giá thêm các bệnh lý kèm theo hoặc là cái mức độ cái tình trạng thể trạng của bệnh nhân, khỏe mạnh hay là mong manh dễ vỡ, hoặc là phải ưu tiên của bệnh nhân, thì chúng ta sẽ có cái đích chặt chẽ hơn, ví dụ như là đưa huyết áp tâm thu xuống dưới 130 này, LDL dưới 1,8 này, sử dụng các thuốc bảo vệ tim mạch, các thuốc tiểu đường mà có tác dụng bảo vệ tim mạch như là ức chế SGLT2 hoặc là đồng vận GLP-1, nếu như mà đã chưa, những trong cái phác đồ điều trị của bệnh nhân chưa có các nhóm thuốc này. Và với những nhóm thứ hai, tức là nhóm bệnh nhân mà đã có bệnh lý tim mạch do xơ vữa và nguy cơ cao lại, thì chúng ta sẽ thấy là cái đích của nó sẽ chặt chẽ hơn, huyết áp tâm thu dưới 130, như LDL cholesterol lúc này là dưới 1,4, cũng sẽ thêm ức chế SGLT2 hoặc là đồng vận GLP-1, và chúng ta sẽ thêm các thuốc tác dụng lên hệ đông máu như là kháng tư tập tiểu cầu kép này, hoặc là hai thuốc chống đông, tức là một thuốc chống đông và một thuốc kháng tư tập tiểu cầu, hoặc là có thêm một số những cái can thiệp mới có thể sử dụng thêm colchicin hoặc EPA với những bệnh nhân có tăng triglyceride. Thì cái bài trình bày của tôi đến đây là tạm kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý của các quý vị.